Tiếp tục với những thông tin về căn bệnh viêm gan bí ẩn đã được phát hiện ở nhiều quốc gia. Các trường hợp được xác định là viêm gan bí ẩn đều có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Kết quả là xét nghiệm thấy men gan tăng cao rõ rệt. Trong bối cảnh hiện nay, giới chuyên gia đặc biệt lưu ý, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi thấy trẻ có những dấu hiệu cảnh báo. Những dấu hiệu nào cần được lưu ý, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, trưởng khoa khám bệnh, cơ sở Kim Trung, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, đơn vị đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm. Cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã có 278 trường hợp viêm gan bí ẩn ở trên 20 quốc gia, 5 trường hợp trẻ đã tử vong vì viêm gan bí ẩn. Ước tính 10% trẻ em mắc viêm gan bí ẩn phải ghép gan. Dựa vào mô tả triệu chứng các ca bệnh viêm gan bí ẩn trên thế giới, thì đầu tiên trẻ có triệu chứng ở đường tiêu hóa trước, trẻ đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sau đó vài ngày mới mệt mỏi, chán ăn, vàng mắt, vàng da, đi tiểu vàng và suy gan, không có trẻ nào có biểu hiện sốt. Chính vì vậy, theo nhận định của bác sĩ Huyền, khả năng cao tác nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn lây qua đường máu và đường tiêu hóa, đặc biệt lưu ý đến đường tiêu hóa vì biểu hiện đầu tiên của trẻ chính là ở đường tiêu hóa. Bác sĩ Huyền khuyến cáo nếu phụ huynh thấy trẻ có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy thì nên cho trẻ đi khám để xem trẻ có tổn thương gan không. Từ đó có biện pháp điều trị kịp thời cho trẻ, cha mẹ tuyệt đối không tự ý điều trị cho trẻ. Trường hợp trẻ đã có biểu hiện tiểu vàng, mắt vàng thì bệnh đã ở giai đoạn khá muộn, rất nguy hiểm. Trong bối cảnh hiện nay, người dân đã trải qua một thời gian khá dài của đại dịch COVID-19. Ý thức phòng bệnh đã được nâng cao hơn và cần duy trì ý thức và thói quen này. Ngoài ra, với bệnh viêm gan bí ẩn thì cần chú ý nâng cao vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thực hiện ăn chính, uống chính, nâng cao ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, dùng thực phẩm an toàn ở nhà và ở trường lớp trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia đầy đủ để có được hệ miễn dịch khỏe mạnh tăng cường các hoạt động thể chất ngoài trời nên dạy trẻ duy trì thói quen rửa tay và sát khuẩn tay không nên vì lo lắng quá mà hạn chế trẻ vận động ngoài trời theo dõi sát trẻ khi có dấu hiệu nghi ngờ thì cho trẻ đi khám tại bệnh viện trong bối cảnh căn bệnh này vẫn chưa rõ nguyên nhân và cách thức lây lan việc chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức cơ bản và phát hiện kịp thời các dấu hiệu nhiễm bệnh ở con em mình là điều mà các bậc phụ huynh nên quan tâm ngay lúc này